Xong chưa? Ừ, cái này lỗi này. Nhìn này, bị mất này. Đây là lỗi của máy tính, lỗi hiển thị. Ủa, lỗi của nó thật không ạ? Đây là lỗi của Trang này. Lỗi của FPT Shop. Bình thường của máy tính mình bị lỗi, hóa ra nó bị lỗi. Xong chưa? Bây giờ mình tạo DB thôi. New table này. Mình tạo bảng user trước nhá. Thì bao gồm các cột là ID này, INT đúng không? Cái ID này là name này, vacha này. Cái ID này là primary key. Nhớ các ông các bà toàn quên cái này thôi. Auto increment. Chuyên gia quên ID của chúng ta để auto increment hết. Được chưa? ID này, name này. Nhớ có auto increment check kỹ vào nhá. Cái đấy rất hay quên đấy. Tiếp theo là email. Cũng va cha. Được chưa? Xong đến password đúng không? Va cha. Xong rồi đến role. INT. Được chưa? Giá trị mặc định. Các bạn có nhìn thấy cái default value ở dưới không? Lan Anh làm đi Lan Anh, mở máy ra. Sao đây? Hả? Không có Navicat á? Hay là chưa gì? Con nói cái gì? Chưa cài. Cái gì? Chưa cài cái gì? Navicat này hả? Bảo Tùng nó đưa cho. Nhanh lên. Rồi. Giá trị default value là mình để bằng 1 nhá. Có nghĩa là mình insert và mình không cần điền nó thì nó sẽ mang giá trị bằng 1, và nếu điền vào thì cái giá trị nó sẽ khác. Xong chưa? Xếp xuống. Ví dụ đây là user. Đấy, mình có bảng user, bảng đầu tiên là bảng user. Được chưa? À, quên, còn avatar nữa nhỉ. Quên đấy. Chúng ta thêm một cột nữa cho tôi. Thêm một cột nữa là avatar. Cũng va cha luôn. Cái email này thì phải bắt buộc phải email này. Các bạn lưu ý cái email, name và password bắt buộc phải not null. Tích vào. Tôi không nhớ của các bạn như nào nhưng mà của tôi tích vào thì là nó not null. Có thể ở bên Windows nó khác. Xong chưa? Rồi đấy, xong bảng đầu tiên chúng ta sang bảng tiếp theo thôi, bảng category. Tạo bảng mới. New table. ID này. Gọi là key. Rồi auto increment. Đến gì nhỉ? Name, pacha. Name này thì bắt buộc phải not null rồi. Tiếp theo đến emit. Image và cha, cái này được phép null. Đây đến parent ID. Đây parent ID. Chúng ta để giá trị mặc định default value bằng 0, tức là nó chưa có cha. Sau đó xếp xuống, đây là categories. À ở description, quên.
description, tag. Những cái nào là liên quan đến description hay là những cái detail thì để là tag nhé. Xong hai bảng chưa? Được chưa? Rồi. Tiếp theo là đến bảng product đúng không? Gồm ID này. Rồi là auto increment này. Name à? Name này. Name cái thằng này cũng không được null. Rồi đến list price. List price. Cái này chúng ta cho thị trường Việt Nam hay thị trường nước ngoài? Việt Nam thì chúng ta không để decimal nhá. Nếu ví dụ Việt Nam thì chúng ta nên để là big in. Nhưng mà chắc là chẳng có sản phẩm nó đến tỷ đâu nhỉ. Thôi để in. Thôi thì big in đi. Sell price. Cái sell price này không phải được phép null, giá trị mặc định là không. Tiếp theo đến cái gì? Feature emit. Và cha đến detail tag. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Xếp xuống, đây là bảng product. À thì như còn thiếu, thiếu get ID sao? Đúng rồi, thiếu get ID. Get ID. INT. Product. Được chưa? Xem có hiểu gì không? Không. Về xem lại toàn bộ cái phần DB đi. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp. Đến feature, à đến product gallery đúng không? New table. Đây là ID này. Auto increment này. Product, lệch dưới ID, INT, đến image, lệch dưới URL, pacha, xếp xuống. Cái này không có bất kỳ cái nào được null nhá. Được chưa? Không có thằng nào được null hết. Xếp xuống, đây là product, gallery. Được chưa? Xong chưa? Tiếp bảng nữa. Xong rồi đến order đúng không? Lại ID. Đến customer.
gì? Name vacha not null, not null này. Đến customer address, customer address cũng va cha luôn, phone number. Đố các bạn biết phone number để gì? Va cha. Cái này thì phải not null, bắt buộc phải not null. Email và cha, cái này có cũng được không có cũng được, kệ. Gì nữa? Note, này là text, rồi đến total price là big in, đến gì? Order date, date time nhé, cái này để date time nhé. Đến payment method INT, giá trị default là 1, xếp xuống thì cái này là bằng order. Xong chưa? Sợ các bạn không theo kịp ấy. Có theo kịp không? Tiếp nhá, bảng đứa nào chưa xong ấy. Thắng cái gì? Rồi, thắng làm nốt đi. Được chưa? Xong chưa thắng? Rồi, tiếp bảng cuối. Lại order gạch dưới ID INT. Cái này not null key. Nó là key nhá các bạn nhá. Nhớ nó là key. Tuy nhiên cái key này các bạn đừng tích cái auto increment. Bởi vì cái key này nó là key của nó, là cái ID của bảng order chứ không phải là cái key chỉ riêng nó, được chưa? Cái này không riêng cái thằng order detail này thì lại không có auto increment. Được chưa? Tiếp này. Tiếp theo đến product gạch dưới ID là in lại key nhưng mà không phải là auto increment nữa. Được chưa? Tiếp theo đến quantity thì lại INT, chẳng có thằng nào mua 1,5 cái bàn cả, cho nên là in hết, được chưa? Và có thêm là cái price,
tại thời điểm bán ấy, INT. Cái bảng này là order gạch ngang detail. Không chưa? Đấy, thế là chúng ta xong cái DB có bằng ngày bảng thôi. Làm cái trang nhỏ nhỏ thôi thì đỡ mất thời gian, còn các bạn có thể làm những cái trang khác và thêm những cái bảng khác, ví dụ như kiểu web setting này. Biết web setting làm gì không? Không ạ. À. Ví dụ nhá, ví dụ như này này. Web setting để config lại cái cái số điện thoại của trang này của chủ cửa hàng ấy. Đúng không? Config lại về ảnh logo của cửa hàng này, đúng không? Rồi config lại về nói chung là địa chỉ cửa hàng này. Những cái đấy thì hiện tại chúng ta làm ra giao diện thì chúng ta phải viết code HTML đúng không? Nhưng mà chúng ta chuyển vào trong DB thì chúng ta lấy sẵn ra từ cơ sở dữ liệu thì chúng ta có thể thay đổi nó bất kỳ lúc nào chúng ta thích, chứ chúng ta không phải mở code ra chúng ta sửa nữa, đúng không? Bởi vì sau này khi các bạn viết khi các bạn đưa cái code của các bạn lên trên hosting á, thì nó chúng ta thay đổi nó mệt lắm. Không phải chỉ có thay đổi máy mình là xong, phải thay đổi máy xong, test xong, chạy xong, đẩy lên trên server, đúng không? Mà đặc biệt khi các bạn đem cái này các bạn triển khai cho một cái bên khác nữa họ dùng á, thì họ không biết code thì làm nào, đúng không? Thế cho nên là những cái bảng đấy là những cái bảng cần thiết, đúng chưa? Rồi còn comment, rồi các thứ khác, rồi email các thứ các kiểu, đúng chưa nhỉ? Xong chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạm thời thêm một vài cái dữ liệu. Cái này dữ liệu chúng ta thêm ngay vào trong DB. Người ta gọi là dữ liệu mẫu, gọi là master data. Sau khi tạo cái cấu trúc của nhá, chúng ta phải có dữ liệu mẫu, gọi là master data. Để dựa trên những cái dữ liệu mẫu này thì chúng ta mới tiến hành phát triển tiếp được website của mình. Để ví dụ như kiểu là user là phải có tài khoản rồi thì mới thêm được, đúng không? Phải có tài khoản rồi thì mới đăng ký được, đăng nhập được, chứ không thì thêm vào mặt, đúng không? Rồi thì có gì nữa? Có danh mục gốc ban đầu ấy, chứ không thì cũng không có gì để làm cơ sở để thêm vào, đúng không? Thì chúng ta tạm thời động đến cái thằng user này trước đi, được chưa? Động đến thằng user này trước thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta thêm dữ liệu vào. Thì avatar để trống này, name để trống, name là admin đi, email là admin@gmail.com, password chúng ta phải đi tìm. Chúng ta sẽ dùng cái bộ mã hóa là SHA1 để mã hóa. Chúng ta vào trang phptester.net. Chúng ta gõ echo SHA1 đóng ở ngoặc, mật khẩu là từ 1 đến 6. Đây. Nó ra một cái đoạn mã như này. Còn thấy không? Nó ra một cái đoạn mã như này. Hoặc đây là một cách nhá. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng cái hàm có sẵn ở trong PHP ấy. PHP hash password. Đây. PHP nó có cái hàm là password hash và password verify, thì chúng ta sử dụng cái hàm này cũng được. Đây. Chúng ta cái SHA1 này các bạn thấy nhá, cái đoạn text ở bên tay phải ấy, thấy không? Tôi reload này. Có thấy nó thay đổi gì không? Không thay đổi gì đúng không? Nhưng mà vẫn cái chúng ta sử dụng cái hàm khác, password hash của
của cái gọi là cái PHP các bạn xem. Ủa, password default nữa sao? Cho tôi tí. Đây, tôi thêm cái này vào. Password default. Đây, chúng ta thấy nhá, đuôi là 69 đúng không? Đúng nhá. Reload ngay nữa. Cái đuôi của nợ gì đây? Đổi rồi đúng không? Mỗi kể cả như thế này thì đảm bảo chúng ta cái việc là kể cả khi chúng ta một cái đoạn text chúng ta mã hóa nó thì có nghĩa là cùng một nội dung chúng ta mã hóa hai lần thì cái kết quả của chúng nó sẽ ra khác nhau. Được chưa? Để đảm bảo việc bị mất dữ liệu. Thế vậy thì làm sao để tiến hành là so sánh được cái mã hóa cái mật khẩu trong cơ sở dữ liệu mới với mật khẩu người ta nhập vào? Thì chúng ta có cái hàm liên quan, đó là hàm password verify. Đây. Cái hàm password verify này thì chúng ta sẽ như sau. Cái này phải va đâm cái hàm password verify. Chúng ta so sánh cái chuỗi ban đầu là chuỗi 1 2 3 4 5 6 này với cái chuỗi ở trong này. Copy. Phải string phải xuống, được chưa? Đây, chúng ta sẽ thấy. Wow. Đây, các bạn nhìn nó ra chua. Ví dụ tôi sửa cái này nó thành thêm số 7 có phát là tèo luôn. Thấy ra phone không? Được chưa? Đó, hai cái hàm này để chúng ta tiến hành làm cái đăng nhập. Thì tôi sẽ paste cái mã password kia vào trong cái phần password này. Và role là bằng 2 là quản trị. Được chưa? Các bạn thử đi. Dùng cái password verify á. Và password hash ấy. Thì để lấy ra cái chuỗi này xong các bạn copy và các bạn paste vào trong cơ sở dữ liệu. Cái ô password. Xong chưa? Xong chưa? Mấy thằng kia xong chưa? Đứa nào gặp khó khăn thì phải ới ngay lên đây, mang máy lên đây tôi hỗ trợ. Không nhớ. Ngứa chân quá. Đốt tôi hôm đấy hôm nào cũng ngồi gãy chân. Khổ vậy. Hả? Không biết. Không biết có phải do chó thả rông nhiều không? Nó thế.
Được chưa? Các con rời. Đứa nào chưa được mang ngay đây. Vân Anh không chưa? Ui giời ơi. Không, bà biết lâu. Ui giời, ai bảo bà viết chữ H này. Chữ H này là cái chữ H khó khăn. Chữ H là SH cơ mà. Ui, kèo bố luôn. Không có mạng à? Không mạng vào giáo. Về chạy lại. Nếu có cóp lại cái chữ này, có viết lại cái chữ này cũng không viết được. Khổ. Trên mẹ. Đây nha, cái password hát này. Đây là hai tham số này. Được chưa? Xong chưa Vân Anh? Thắng không chưa? Thắng béo. Sang ngồi với thằng Tùng. Có cãi không? Muốn cãi không? Thằng nào giỏi hơn thằng Hùng? Thằng nào giỏi hơn thằng Tùng? Ở lớp của tôi chỉ thấy có mỗi tôi giỏi hơn thằng Tùng thôi. Nhanh, khẩn trương. Nhanh lên thằng béo kìa. Bước quá. Nhanh nào. Xong chưa Vân Anh? Thằng Tùng giúp nó nhanh lên nào. Xong chưa? Rồi, tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ làm trang view này. Public này. Chúng ta làm phần đăng nhập trước nhá. Nhá. Làm đăng nhập trước đi. Thì chúng ta sẽ có cái phần có một cái hàm. Đây, chúng ta vẫn giữ bài cũ gì? Rồi. Vậy chúng ta sẽ có cái index này. Chúng ta tạo ra một cái thư mục nữa ở ngoài này. Thư mục admin. Là trong quản trị của mình. Được chưa? Tạo thư mục admin là trong quản trị của mình. Sau đó trong trang quản trị này chúng ta có một cái file tên là index.php. Thắng thắng không chưa? Chưa, thằng kia nhanh thế, lâu thế.
À, đang tạo cái này hả? Được chưa? Không rồi gì? Rồi, bây giờ ở đây nhá. Chúng ta để bắt buộc người ta vào trang quản trị ấy, thì bao giờ cũng phải quản phải phải đăng nhập vào thì mới vào được trong này. Đúng không? Thế vậy làm sao để biết được một người người ta đăng nhập hay chưa? Thông qua nhiều request thì làm nào? Thì trước đấy tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về khái niệm nó tên là session. Session nếu các bạn đi search, đi tự tìm hiểu thì thường thường nó sẽ ra một khái niệm tên là phiên làm việc. Chắc chắn là như thế, đi search đâu mà nó sẽ ra phiên làm việc. Cái thực tế ra cái đấy nó chỉ là một phần của cái khái niệm về session đâu. Thì chúng ta cơ bản sẽ có các khái niệm như sau cho session. Session là một dạng biến global, một dạng biến global. Vì sao gọi là global? Ví dụ chúng ta có một cái biến x ở file index .php, đúng không? Chúng ta tạo ra cái biến a bằng 5, được chưa? Chúng ta echo ngay lập tức thì cái nó sẽ hiển thị ra số 5, đúng không? Đúng nhá, echo cái đô la a thì nó sẽ hiển thị ra 5, đúng không? Nhưng mà sau khi hiển thị ra 5 rồi, chúng ta có một cái kẻ a, chúng ta link sang cái file là test.php, đúng không? Chúng ta ngay lập tức echo đô la a thì nó ra bằng mấy? Nó có ra cái gì không? Không ra cái gì cả, hiểu chưa? Nó không ra một cái gì cả. Bởi vì ở trong mỗi một, chúng ta có cái scope giữa từng file này, giữa từng cái file này, thực ra không phải là từng file mà trên từng request. Ví dụ các bạn truy cập vào cái file index.php thì là một request. Chúng ta có cái thẻ A, chúng ta bấm vào cái thẻ A này để nó truy cập sang cái file test.php này, nó là một request khác, đúng không? Bởi vì do cái này này, nhận biết request dễ lắm. Đây này, do cái các bạn cứ nhìn vào cái vòng tròn này, nếu nó là x thì nó đang chuyển sang một cái request khác. Bây giờ ví dụ như sau, tôi sẽ có một cái index ở đây nhá. Đây, tôi có cái index tên là index này, tôi có một cái biến, ví dụ đúng luôn a bằng 5, đô la a bằng 5, bằng 65 đi, tôi echo ra cái đô la a, đúng không? Và ở dưới này tôi có một cái thẻ A nữa, href bằng test.php sang trang test.php. Thì tôi tạo ra một cái file tên là test.php. Trong này tôi viết code PHP. Tôi echo ngay lập tức ra cái biến A, đúng không? Rồi thử nhá. localhost:k31b1-b2-l67, đúng không? Đây, 65 đúng không? Sang trang test.php, nó báo undefined variable a. Chưa tạo ra biến a làm sao dùng được, đúng không? Bởi vì
Bởi vì khi các bạn bấm ấy, đây các bạn nhìn này, các bạn bấm nhá, nhìn nhìn cái vòng tròn này này. Nó quay, nó x xong nó tròn tiếp đúng không? Tức là nó đã chuyển sang một cái request khác. Hiểu chưa? Nó đã chuyển sang một cái request khác rồi. Do đó chúng ta phải định nghĩa lại cái biến A thì chúng ta mới dùng được. Còn nếu không thì không có, sẽ bị lỗi ngay. Đúng không? Thế vậy làm sao để truyền được dữ liệu từ request trước sang request sau? Thì chúng ta phải sử dụng lại cái biến global này. Thì cái biến, cái session ấy, chúng ta dùng dễ lắm. Đây, chúng ta có cái đô la gạch dưới session. Mở ngoặc, như này. Thì cái dấu mở ngoặc như này nó thể hiện cho cái gì? Cái mở ngoặc, đóng mở ngoặc này, thể hiện cho cái gì? Thể hiện cho cái gì? Có biết không? Thể hiện cho cái gì? À, ông một biến xong đóng mở ngoặc thôi mà. Giá trị ai bất kể biến a đóng mở ngoặc như này thì chúng ta có thể nói cái biến a này là dạng mảng, đúng không? Đúng không? Thì cái session này là một cái biến dạng global và nó có kiểu dữ liệu là mảng, đúng chưa? Thì ở đây tôi khai báo cái mảng này, cái session này có cái mảng session này có cái thuộc tính là A. Thuộc tính A này bằng với 65. Được chưa? Thuộc tính A này bằng 65. Xong đi đã. Được chưa? Tuy nhiên có một cái điều như sau. Để sử dụng được cái mảng này này thì ở file nào sử dụng mảng? Được chưa? Ở cái request bắt đầu sử dụng mảng ấy thì chúng ta phải có cái hàm session start. Có hàm session start thì chúng ta mới dùng được cái đô la session này. Được chưa? Tiếp theo ở phía dưới này, cái echo thì tôi sẽ echo ra cái session A. Được chưa? Echo ra cái session A. Xem nó ra kết quả bao nhiêu nhá. Xong đi đã các bạn, xong đi đã. Được chưa? Không nhỉ? Rồi, test cái nhé. Reload này. Nó vẫn ra số 65 đúng không? Đúng chưa? Rồi, các bạn ra chưa? Rồi, vẫn ra số 65 đúng không? Rồi, bây giờ tôi sang file test.php này. Lúc nãy tôi nói là để sử dụng được cái session A, ở cái session thì sao? Phải có gì? Session start. Rồi, bây giờ tôi tiến hành tiếp echo cái đô la gạch dưới session A. Được chưa? Xong chưa? Nhớ là cái chữ session viết hoa hết nhá, không có chữ SC đâu, không có SC ở cuối đâu, session viết hoa hết. Xong chưa? Xong chưa? Hình xong chưa? Sao? Theo đi. Theo code đi. Rồi hiểu thì về nhà có thể xem lại video rồi hiểu sau. Quan trọng là mình phải làm nó ra được đã. Hiểu không nhỉ? Thằng Minh tổ không nhỉ? Đến đâu rồi? Có cần xem lại file index không? Được chưa? Rồi, bây giờ coi này. Tôi bấm sang nhá. Thấy không? Thấy không? Bây giờ tiếp theo tôi thử làm cái trò như này. Sau khi hiển thị ra này, tôi gán lại cái session A này bằng Hoàng Văn Minh.
Hoàng Văn Minh. Được chưa? Sau đó ở bên này tôi con căn chỗ à, tôi con mang lại cái session A ở file index. Đây, tôi chuyển ngay thành Hoàng Văn Minh này. Tôi gán lại giá trị cho cái session có phần tử A bằng Hoàng Văn Minh. Được chưa? Xong rồi sang bên index này tôi gán, tôi bỏ cái đoạn gán giá trị đi. Tôi hiển thị luôn cái session A. Được chưa? Các bạn coi nhá. Bây giờ vẫn bằng 65 đúng không? Tôi lại quay về index. Thấy gì? Hoàng Văn Minh đúng không? Đúng chưa? Đó. Cái session nó là một cái biến dạng global. Cứ cái đô la, cái gì là đô la hành dưới thì là sẽ cứ cái gì có cái đô la bắt đầu thì là biến đúng không? Và chúng ta có cái đóng ở ngoài kia, cái phần được ở trong thì nó là mảng. Được chưa? Xong chưa? Và biến thì có thể xác định xác lại được. Được chưa? Cái session này có thể truy cập, có thể truy cập qua nhiều request. Qua nhiều request. Và bất cứ và ở bất kỳ file nào. Chưa? Bất kỳ vấn đề để tự tạo rồi thì ở đâu cũng được, nghĩa là trong dự án của mình. Được chưa? Để sử dụng nó thì chúng ta phải có cái session về dưới start. Để sử dụng được nó phải có session về dưới start. Đây là cái hàng để đánh dấu là cái file này được phép sử dụng session. Chưa? Xong chưa? Để kết thúc cái việc sử dụng một cái session ấy, để kết thúc cái việc sử dụng một cái session thì chúng ta có cái hàm là session gạch dưới destroy. Hủy. Sau cái destroy này thì dự án hoặc project của mình không còn bất kỳ một cái session nào nữa. Chưa? Tiếp theo, thế vậy thì tạo ra rồi thì nó tồn tại trong bao lâu, hay là hôm nay vào rồi hôm sau vào lại tiếp tục, đúng không? Phải có lúc nó hết chứ không thể nào đăng nhập một lần xong cái máy đến từ giờ cho đến mãn kiếp vẫn luôn luôn có cái tài khoản chết, đúng không? Ví dụ như hôm nay thằng Tùng nó đăng nhập tài khoản admin vào cái trang này, xong rồi nó tắt máy đi, mai thằng Hữu mượn máy thằng Tùng vào, tự nhiên là nó đang là admin của thằng này, thêm bệnh thêm bạn mua link Dality, thế thì ăn cám, đúng không? Cái biến session này sẽ tồn tại, cái thời gian tồn tại của nó nhé, tồn tại trên một phiên làm việc, nó sẽ tồn tại trên một phiên làm việc. Thế vì cái phiên làm việc của chúng ta nó là cái quyển nợ gì? Và khi nào nó bắt đầu, khi nào nó kết thúc? Phiên làm việc của chúng ta thì nó tính trên trình duyệt là một. Khi trình duyệt kết nối lên server, tức là gửi request lên server, thì đấy là bắt đầu của phiên làm việc. Đấy chưa? Và khi trình duyệt không còn bất kỳ một cái sự liên hệ nào nữa với server, thì lúc đấy phiên làm việc kết thúc. Mà cái việc đấy nó chỉ kết thúc khi chúng ta khởi động lại máy hoặc là log out ra. Được chưa? Ở Windows kể cả các bạn tắt trình duyệt đi, nó vẫn chưa kết thúc phiên làm việc bởi vì vẫn còn service chạy ngầm ở giữa. Chỉ trừ khi các bạn reset lại máy thì nó mới hết thôi. Còn ở bên Linux của chúng tôi chỉ đơn giản là tiến hành đóng tắt hẳn ấy, force quit ấy, thì nó sẽ kết thúc luôn cái phiên làm việc đó, không phải reset lại máy. Bên Windows thì các bạn bắt buộc phải reset lại máy hoặc là log out lại máy. Được chưa? Đấy nó là cái thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cái session. Thế vậy thì cái session này hay dùng để làm cái gì?
thì cái ứng dụng lớn nhất của Session dùng để authenticate. Authenticate là bao gồm hành động là login và logout. Login, logout để biết được là cái thằng nào đang đăng nhập. Thì mỗi một cái nơi, ví dụ vào trong quản trị phát là chúng ta phải kiểm tra xem có cái session nào để quản lý cái việc login không. Nếu có dữ liệu trong đấy thì cho nó vào trong, còn nếu không có dữ liệu trong đấy thì đẩy nó ra ngoài, đẩy sang trang login. Còn khi mà chúng ta login, submit cái form login lên ấy, thì chúng ta so sánh email, so sánh password, nếu nó đúng không? Thì tạo ra một cái session mới rồi redirect sang trang quản trị. Thì lại vào trang quản trị thì đến lúc này nó lại kiểm tra lại xem là có cái session nào quản lý cái phần login chưa. Đến lúc này là có rồi đúng không? Có rồi thì cho vào trong. Được chưa? Đó, đấy là cái logic của phần authenticate này. Ngoài ra còn cái gì không? Còn đó là chúng ta sẽ tiến hành sử dụng session trong cái việc mà làm giỏ hàng. Giỏ hàng, đúng không? Khi mà người dùng chọn một cái loại sản phẩm thì ngay lập tức cái sản phẩm đấy cộng số lượng của sản phẩm cộng giá của sản phẩm sẽ được add vào trong session, đúng không? Nếu mà người ta chọn một sản phẩm khác lại tiếp tục được add vào trong session, đúng không? Nếu chúng ta lại người ta lại chọn lại cái sản phẩm đấy thì chúng ta đơn giản tăng cái số lượng của cái sản phẩm đấy lên một đơn vị nữa trong cái giỏ hàng là xong, đúng không? Đó, đơn giản đấy thôi. Và khi người ta reset máy thì cái giỏ hàng này được reset lần sau người ta vào người ta lại phải mua lại thì được, đúng không? Đấy nó là cái hai cái bước lớn của session này, chứ thực ra nó còn có nhiều lắm. Các bạn có thể lưu bất kỳ cái gì ở trên session này, được chưa? Và đặc biệt có một đặc điểm như sau này: trong session không chứa được đối tượng, không chứa được object. Trong session không chứa được object, nó chỉ chứa những cái loại kiểu dữ liệu cơ bản thôi: số, chữ, boolean, true false, chuỗi và mạng thì được, chứ còn trong session thì không chứa được object đâu. Xong chưa? Đấy là lý thuyết về session. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái session này vào trong cái việc login. Đã demo lại, đã test được cái phần session chưa? Rồi, tiếp tục nha. Ở đây tôi sẽ quy định ra cái session như thế nào. Đô la gạch dưới. Session có cái phần tử là auth. Có phần tử là auth. Đây là cái session để giúp chúng ta quản lý cái việc là thông tin của người vừa đăng nhập vào. Bây giờ nếu có cái thông tin này thì đã đăng nhập rồi, còn nếu chưa có thì là phải đăng nhập lại. Được chưa? Chúng ta quy định như vậy. Thì bây giờ vào trang cái trang index của admin này này. Thì chúng ta sẽ có như sau. Đó là code PHP này này. If session start. Session start. Chúng ta kiểm tra luôn if iset. Iset là kiểm tra tồn tại đúng không? Nếu mà tồn tại cái session auth. Nếu không tồn tại cái session auth hoặc cái session auth kia nó bằng rỗng. Đây chúng ta có cái hàm là empty. Có cái hàm empty của auth thì chúng ta tiến hành là header location về trang login. Bởi vì nó truy cập vào trong thư mục admin mà. Tôi muốn đặt cái login này ở phía ngoài. Login.php ở phía ngoài này. Cho nên tôi sẽ chấm chấm sược login.
Được chưa? Còn nếu không thì echo ra đây. Đây là đăng nhập thành công. Đây, chào bạn. Đô la gạch dưới. Session auth ở phần tử name. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử truy cập vào trang index nhá. Lesson 67 đúng không? Xong rồi vào sược admin đúng không? Sược index.php. Báo lỗi ngay. Cái gì đây? Index dòng số 7. Dòng số 7. Ủa? Syntax error unexpected. Phẩy phẩy. Cái này rồi. Đây, chúng ta nó đẩy ngay lập tức đây nha, code lại đi nha. Được chưa? Được chưa? Rồi bây giờ các bạn truy cập vào index đi. Index.php. Đây nha, localhost sược thư mục này. Sau sược admin. Sược index.php. Truy cập vào nó đẩy ngược ra file login đúng không? Có bị không? Đấy. Thì chúng ta do chúng ta chưa có trang login nó hiển thị như này, nó not found đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có cái file login. Login.php. Tạo ra đây. Đúng không? Thì cái này chúng ta vẫn cứ làm đúng theo cái mô hình MVC của mình á. Chứ đừng phá vỡ nhá. Đã làm MVC thì tất cả đều là MVC. Được chưa? Thì ở trang login này giờ làm gì tiếp? Em còn nhớ gì không? Require. Cái gì? App sược. Controller. Sược auth. Sược login controller. .php. Như này nhá. Chúng ta nhóm, chúng ta nên nhóm các cái thư mục ở trong controller này để làm cho nó dễ. Hiểu chưa? Nhóm nó vào. Từ sau tôi cũng sẽ nhóm đấy chứ tôi không để tùm lum nữa đâu. Hả? Ừ thì gọi ra tí tạo controller sau. Có cái biến ctr bằng new login controller này. Sau đó ctr chọn đến hàm login. Get login. Get login.
Còn không thì chúng ta có thể là if đô la gạch dưới server đóng mở ngoặc request method bằng get, chúng ta kiểm tra xem cái kiểu request gửi lên là get hay post. Nếu là get thì đẩy vào get login, còn else thì đẩy vào post login. Ctr trỏ vào post login, hai cái hàm khác nhau. Bởi vì hàm post thì thường là nhận data từ form lên, đúng chưa? Còn hàm get thì là sẽ sinh ra giao diện, bao giờ cũng vậy. Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo controller đúng không? Đúng không? Thì vào trong controller này. Thắng xong chưa? Rồi, chờ. Mấy thằng kia tự tạo file controller đi. Nhìn gì? Ngồi đấy mà nhìn mới kinh chứ. Giời ơi, thật là khủng khiếp. Được chưa? Xong chưa thắng? Rồi, bây giờ tạo ra file controller. Thì vào trong app controller này tạo ra cái thư mục tên là auth. Xong trong cái thư mục auth này tạo ra một cái file mới tên là logincontroller.php. Code class login controller, trong này có một cái function là get login, tạo ra một cái hàm nữa là function post login. Đó, hai hàm. Thì cái hàm get login thì dễ lắm, chúng ta chỉ đơn giản là có cái biến title bằng login đăng nhập đi. Đăng nhập. Sau đó có cái biến view bằng cái gì bây giờ ta? App sược view sược auth sược login.php và include one cái file app sược view sược layout sược main.php.
Được chưa? Không nhỉ? Thì bây giờ tạo ra cái file view này đi, cái app này đi. View auth login này. New thư mục auth. Xong tạo ra file là login.php. Đây là login page. Tôi cứ để tạm đấy login page, tí nữa tôi viết HTML vào sau. Tạo cho tôi cái file này đi. File view auth login này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử xem đã login đã chạy chưa. Đây đúng không? Này là cái gì ta? Ở đây. Đây rồi đây. Rồi. Được chưa? Login page này. Bây giờ tôi cập nhật nó này. Tôi sẽ sử dụng một cái bootstrap getbootstrap.com doc 3.3, tải cái này về. Download bootstrap. Bootstrap 4 thì tôi chưa dùng, chưa quen lắm. Nên tôi dùng bootstrap 3. Tải bootstrap này. Ai thích dùng cái nào thì dùng, tôi không quan tâm. Miễn là sao xây ra cái giao diện được, tôi xem tôi có bootstrap chưa. Chưa có đâu. Download bootstrap này. Đây, bootstrap 3.3.7. Tôi xóa tên nó đi, trở thành cái thư mục bootstrap thôi. Copy cái thư mục này, vứt vào trong public. Copy thư mục bootstrap nhá. Xong rồi vào document, vào K31B2, vào L67. Public này tôi vứt vào đây. Tôi tạo thêm thư mục là plugin nữa. Plugin. Tôi paste vào đây. Đấy, thế là xong. Thư mục của, trong public của tôi, trong cái thư mục plugin này có cái thư mục là bootstrap. Được chưa? Có thư mục bootstrap. Nếu cần thì tôi tải thêm jQuery vào nữa làm cho dễ. jQuery download.